Tam công chủ, ngươi chưa chết hả? Do may mắn thôi. Ngươi muốn gặp công chủ sao? Dạ. Tại sao lại giết ta chứ? Cung ám hà bọn ta trước giờ không thu nhận chó mất nhà. Tam công chủ, hắn chạy rồi. Vô dụng. Sao còn ngồi ở đây vậy? Hoa lê trong ngoài này là do huynh để lại sao hả? Đúng vậy. Có bao nhiêu là cơ hội để có thể nói ra sự thật. Nhưng tại sao cha của muội lại không nói gì với muội hết? Lại còn để yên cho Chiến Phong hận cha tới như vậy nữa. Vì ông thương nghĩa đệ của mình, và cũng thương muội nữa. Không lẽ cha không thương Chiến Phong sao? Có. Nên ông ấy mới ra sức tác thành hôn sự của hai người. Hy vọng là muội có thể sinh con cho Chiến Phong, nối dõi huyết mạch của Sơn Trang. Hoặc ông làm như vậy để ông có thể chính tay nghe được Chiến Phong gọi mình một tiếng cha. Cha à. Cha coi kìa, cha cười tươi yên như Tân Lan. Bớt cười một chút đi. Nó bậy gì vậy hả? Con biết là cha đang dỗ con, nay cha sẽ không nổi giận với con đâu. Ừ, hôm nay cha sẽ không la con đâu. Hôm nay cha thật sự rất là vui. Hèn chi lúc Chiến Phong thành thân, khuôn mặt của cha lại hạnh phúc tới như vậy. Chắc hẳn lúc đó cha rất là vui. Nếu như cha chịu nói trước một tiếng, ít nhất cũng khiến Chiến Phong không hận ông ấy. Nếu như Chiến Phong không hận ông ấy, Ám Dạ La sẽ nghi ngờ thân phận thật sự của Chiến Phong. Cho nên Liệt lão trang chủ mới để cho Chiến Phong hận ông ấy, để che giấu đi sự thật. Tất cả mọi người đều vì muội, sớm muộn vì muội cũng sẽ nói cho cả thiên hạ này được biết rằng có một sự thật là Chiến Phong mới chính là con ruột của cha. Muội nhất định sẽ nói ra tất cả. Cha là người cha tuyệt vời nhất. Trang chủ, tìm thấy Duệ Lãng rồi sao? Giờ vẫn chưa. Duệ Lãng nắm rõ ngõ ngách của Sơn Trang, rất khó tìm ra. Ta tới để nói về tung tích của Lôi thiếu chủ. Hắn về Giang Nam rồi hả? Lôi thiếu chủ bất chấp mạo hiểm tới Trấn Bình An để cúng tế đoạn Lôi trang chủ. Vậy giờ hắn còn ở Trấn Bình An hay không? Đã mất dấu rồi. Nói Thanh Long Đường âm thầm điều tra. Dạ. Cũng được đó. Cũng ngon đó. Đúng vậy. Ăn thêm đi. Có thời gian thì phải về quê thăm mẹ đi. Mẹ bệnh ngày một nặng đó. Bà chủ, tính tiền. Được. Đi về thôi. Đi từ từ nha. Ở đây mì ngon ghê á. Mì ngon quá. Đói rồi hả? Đúng lúc ta cũng chưa ăn. Ta nấu thêm tô mì rồi mình ăn chung nha. Ta không có tiền. Không có xu nào hết. Ngồi đi. Hôm nay ta mời. Ngươi mà đi tới trên kia cũng sẽ có Động Tân Lâu bán đồ ăn đó. Trời ơi, nhưng mà tới chỗ đó thì giá cả đắt lắm. Người tới đó cũng không ăn được gì đâu. Nguyệt Hoa Hiên. Thành chủ, tới bây giờ vẫn cứng đầu sao? Con người hắn rất bướng bỉnh, suốt ngày không chịu ăn uống, nói chuyện với tiểu thư cũng chăm chọt. Không biết trời đất. Tiểu Yên chưa từng thấy tiểu thư tốt với ai như hắn. Đúng là rất kỳ lạ. Chỉ là một Lôi thiếu chủ thôi mà khiến tiểu thư thay đổi như vậy. Con người đều thích được như vậy. Kể cả ta, toàn thích phụ nữ khó chịu đó thôi. Ngươi là người giang hồ hả? Ở Trấn Bình An này, ngay cả Liệt Quả Sơn Trang và Vô Đao Thành, thường có người giang hồ tới nhờ vả lắm. Người như ngươi ta gặp cũng nhiều rồi. Ngươi tới đây nhờ Liệt Quả Sơn Trang giúp hay nhờ Vô Đao Thành? Vô Đao Thành. Ở đó tốt lắm. Đao Thành chủ là một người rất tốt. Hồi trước tự nhiên có người tới thu ám thuế, may nhờ của Đao Thành chủ giúp bọn ta điều tra tung tích của người đó, cứu vớt bọn ta. Nếu không bây giờ ta cũng không mời ngươi ăn mì được rồi. Người bình thường cũng được, sao lại phải làm giang hồ vậy? Nhà không còn ai hả? Cha của ta cũng chính là người giang hồ. Sinh ra trên giang hồ, chết cũng sẽ chết trên giang hồ. Ngươi chỉ còn một người thân thôi hả? Thật là đáng thương. Ta cũng chỉ có một đứa con trai, nhưng mà mười mấy năm trước ta đã để lạc nó mất rồi. Không biết là bây giờ nó cũng phải lăn lộn trên giang hồ như ngươi không? Đa tạ. Đi hả? Nè, Vô Đao Thành phải rẽ bên này. Nay mẹ sẽ nấu món con thích. Con thích không? Giải đây, giải đây. Giải thượng hạng đây. Tướng công, tướng công, tướng công tỉnh lại đi. Tướng công, mau tỉnh lại đi mà. Con muốn ở lại Vô Đao Thành với ta không? Như vậy không được đâu. Dù gì đi nữa, ta cũng là người của hắn mà. Đắc tội với hắn, ta cũng chẳng được gì. Ý của ta là đời sau khi hắn chết, ta có thể giúp cô giết hắn mà. Nên giờ đành để Phượng Hoàng với cô ở bên cạnh Lôi Kinh Hồng thêm một thời gian. Không phải chờ lâu đâu, rồi ta sẽ tìm cô. Động Tân Lâu. Đao tiểu thư, cô tới rồi sao? Mời vào trong. Tam tiểu thư, tại sao cô lại ở đây? Bên ngoài mưa to như vậy, tiểu thư cao quý như cô cũng phải tự mua cơm sao? Thiếu chủ ta đột nhiên bị mất tích ở đây, ta đương nhiên ở lại tìm huynh ấy rồi. Hắn còn dám tới Vô Đao Thành. Thiếu chủ là một người trọng tình nghĩa, nên muốn tới Đoạn Lôi Trang cúng bái, nhưng ta không thấy đâu hết. Cô có biết tin tức gì không? Nhà ta và hắn có mối thù. Ta mà biết tung tích của hắn, cô nghĩ ta sẽ để hắn sống sao? Đao tiểu thư, đồ của cô đây. Tam tiểu thư xin dừng bước. Ta không thích ngươi. Ngươi cút ra khỏi đây cho ta. Thế gian này rộng lớn, ngươi muốn đi đâu thì đi, nhưng cấm ngươi bén mảng tới chỗ này. Cô nương, nơi này là địa bàn của Đao gia. Đao tiểu thư đã nói như vậy thì cô nên đi đi, càng sớm càng tốt. Đa tạ đã nhắc nhở. Cô nương khách khí rồi. Cô nương, huynh cho ta hỏi, rốt cuộc đồ ăn ở đây ngon thế nào mà Đao tiểu thư phải đích thân tới mua vậy? Không lẽ trong Vô Đao Thành không có đầu bếp giỏi sao? Chuyện này thì ta không biết, nhưng mà mười mấy ngày trước Đao tiểu thư tự nhiên lại thích đồ ăn ở đây. Bình thường thì cô ấy cũng hay tới, nhưng hơi khác với bây giờ. Không lẽ do rượu ở đây đặc biệt thơm ngon, hay rượu này chỗ khác không có bán? Đồ ăn nhà ta là ẩm thực gia truyền, cũng đã bán được chục năm rồi. Nhưng mà rượu này... Rượu này thì sao? Thì từ sau chuyện của Phích Lịch Môn, rượu ngon của miền Nam đều chuyển về miền Bắc hết, nên rượu quán ta cũng nhiều hơn lúc trước một chút. Mà rượu ngon thì tìm rất khó. Huynh lấy cho ta một bình đi, ta cũng muốn uống thử rượu của Giang Nam. Cô nương đợi một chút, ta đi lấy ngay. Đây là rượu Giang Nam. Ta biết mà, muội lại muốn cho ta uống quá công tán. Nhưng Lôi Kinh Hồng ta đi lại cũng không còn sức, đối với muội ta còn có ích gì. Võ công ta có, tiền bạc ta có, ta chỉ cần huynh sống. Muội không sợ bị người ta cười nhạo sao? Không sợ. Bây giờ dùng nhiều thuốc một chút, nhưng thời gian sau này 3 đến 5 tháng dùng một liều là được. Đợi sau khi chúng ta thành thân, đại ca không đề phòng huynh nữa thì huynh không cần phải uống. Giờ không thể ngừng được. Nếu ta vẫn không phục thì sao? Vậy ta sẽ điểm quyệt huynh, đổ vào hết. Được. Thành chủ, Đứng dậy đi. Bầu bì khó khăn nên đừng có điên nhiều quá. Tôi nghe nói mấy bữa nay dạ dày của thành chủ không tốt lắm, nên đã chuẩn bị bữa cơm là những món yêu thích của thành chủ. Sao cô có phải dòng do như vậy? Muốn ta tới phòng cô thì cứ nói thẳng. À, không phải vậy. Bẩm báo thành chủ. Nói. Bên Động Tân Lâu nói có vị cô nương uống say ở bên đó cả 2 ngày, không có ai cản được. Cô nương? Tới cái việc khách uống say, cô muốn đích thân ta xử lý sao? Cô nương đó nói muốn thành chủ đích thân tới đó trả tiền rượu cho cô ta. Nói là ngài nợ cô ta đó. Hả? Nghe cũng rất thú vị đó. Động Tân Lâu. Mời. Uống đi. Mời. Để ta rót cho Quỳnh. Rót đầy đi. Đây, uống đi. Đâu? Đào tạo Quỳnh. Trời nha. Ăn nhiều vô. Lâu lắm rồi. Ngọt lắm. Hôm nay không say không về. Được rồi, Quỳnh ăn đi, cứ để cho ta tự nhiên. Uống đi. Tự nhiên nha. Nào, cạn. Tiểu nương tử à, thấy cách nàng uống rượu buồn như vậy làm lòng ta cũng đau dữ lắm đó. Trước giờ ta chưa từng thấy tiểu nương tử nào xinh đẹp giống như nàng. Hả? Vậy là ngươi có phúc lắm rồi đó. Dù là ở Lạc Dương, có người muốn nhìn ta một cái cũng phải bỏ ra 100 lượng bạc. Tiểu nương tử cũng mạnh miệng quá ha. Cô ấy nói không sai. Xưa trên bảng ghi danh tuyệt sắc, nàng ta có chỗ đứng không tệ đâu. Đâu thành chủ. Mọi người cứ tự nhiên, không cần cung kính đâu. Ngày tới rồi à? Cô bảo ta tới, ta làm sao không tới được. Hắn coi thường ta, ngày giết hắn đi. Đâu thành chủ, ta thật sự không biết cô ấy là người của ngài. Phượng Hoàng cô nương, tha được thì tha cho người ta đi. Đa tạ thành chủ, nhưng ngươi phải để lại cánh tay đã đụng vào nàng ấy đã. Tôi... Ngài đúng là rất lợi hại. Biết sớm vậy ta đã bám lấy ngài rồi. Không sao đâu, bây giờ bám ta vẫn còn kịp. Không sao đâu. Hình như cái bình này ta thấy ở đâu rồi đó. Phích Lịch Môn, đồ của Lô gia đó. Lô gia thật là giàu có. Những thứ như vậy ở Lạc Dương ta chưa từng thấy. Chắc bị ngài lấy hết rồi hả? Cô nương thông minh thế này, cũng chỉ có Đao Vô Hạ ta dám chiếm. Thành chủ à. Chuyện gì? Duệ Lãng tới rồi. Duệ Lãng quan trọng hơn ta hả? Tất nhiên là không. Chờ ta chút, ta sẽ về ngay thôi. Lôi Kinh Hồng, huynh nhất định phải sống đó. Nếu mà huynh chết, ta sẽ thay huynh báo thù. Khí Vũ Lâm Tiêu. Ây trời, là Duệ đại tổng quản sao? Đao thành chủ, Duệ Lãng ta bây giờ như con chó mất nhà, không nơi để về rồi. Có thể thoát khỏi lưới trời lừa quả Sơn Trang, xem như người cũng có chút bản lĩnh. Gặp nạn không chết, phúc lớn mạng lớn. Phúc lớn hay không thì phải nương nhờ vào Đao thành chủ. Để ta nói thật với ngươi, giờ ngươi chỉ là quân cờ bỏ đi mà thôi. Dù có tới được nơi này cũng không có chỗ cho ngươi. Không. Ta sẽ có ích đó. Nói nghe thử. Có câu chim khôn chọn cành mà đậu. Ta có thể nhận ngài làm chủ trước mặt anh hùng thiên hạ. Như vậy chắc chắn khiến Liệt Quả Sơn Trang nhục nhã vô cùng. Dù có nhục nhã cũng chẳng làm gì được bọn họ. Không lẽ thành chủ ngài không hiểu đạo lý này sao? Khi đã làm nhục bọn chúng, còn đau đớn hơn là giết bọn chúng sao? Năm đó lão thành chủ chỉ vì thua dưới tay của Liệt Minh Kính, cảm thấy nhục nhã mà chết dần chết mòn. Thành chủ, ta nắm rõ trong lòng bàn tay tất cả các mối làm ăn của Liệt Quả Sơn Trang. Có ta ở đây, thành chủ có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Xem ra sau này ta còn cần tới ngươi nhiều rồi. Đa tạ Đao thành chủ. Đại ca. Liệt Hương, kể từ ngày hôm nay Duệ Lãng sẽ là tổng quản của Vô Đao Thành. Đao tam tiểu thư, cháu cũng biết nói tiếng người hả? Ngươi lui xuống sắp xếp mọi thứ đi. Dạ. Con nha đầu này, tìm ta có chuyện gì? Muội nghe đệ tử nói huynh đón Phượng Hoàng từ Động Tân Lâu về hả? Muộn như vậy rồi tìm ta chứ gì chuyện này sao? Trên đời này có biết bao nhiêu phụ nữ, tại sao phải là Phượng Hoàng chứ? Huynh biết rõ cổ và lôi. Hỗn láo. Đại ca, từ lúc mà ta đưa nàng ấy về, nàng ấy là nữ nhân của ta. Cổ không đơn giản như huynh nghĩ đâu. Vậy thì muội nghĩ Lôi Kinh Hồng đơn giản chắc? Huynh ấy khác. Hắn khác vô nào? Hậu viện ta có rất nhiều nữ nhân, cũng không ít người được chính ta đem về từ môn phái khác. Có ai đơn giản không? Nhưng vẫn ổn đó thôi. Vì tất cả bọn họ đều biết ta mới là chỗ dựa vững chắc cho họ. Ai mà không thích ăn ngon mặc đẹp, ai không thích cuộc sống yên bình. Một nữ tử Thanh Lâu thì sao? Sao có thể phá hủy Vô Đao Thành được chứ? Muội đó toàn là suy nghĩ lung tung. Sư phụ, người không sao chứ? Không sao. Không sao. Sư phụ chỉ thử công lực của huynh thôi mà. Sao huynh ra tay nặng vậy? Hữu cầm à? Sư phụ, lúc nãy có phải là không khống chế được lực của mình, ý thức cũng bị lung lay hay không? Sao công tử biết rõ vậy? Ám Hà Nội Công trong người của huynh là Ám Dạ La dạy cho huynh đúng không? Đúng. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Ám Hà Tam Pháp tổng cộng có 9 tầng. Hắn dạy huynh tới tầng thứ 3, nên bây giờ huynh vẫn chưa tới mức mất hết lý trí. Ý của công tử là ta phải phế bỏ nội công này sao? Không. Không những không phế bỏ, ta muốn huynh tiếp tục tu luyện. Muốn đánh bại Ám Dạ La thì phải tu luyện hết 9 tầng Ám Hà Nội Công. Nhưng hắn không dạy hết cho ta, kể cả tầng kế tiếp. Ta dạy cho huynh. Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Trước kia ta cũng là người của Ám Hà Cung. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền thụ cho huynh Ám Hà Nội Công. Huynh muốn học chứ? Ta muốn học. Nghe ta nói xong cái đã. Ám Hà Nội Công, mỗi khi tiến lên một tầng sẽ xóa đi một phần nhân tính. Tới cuối cùng thì ra sao? Cuối cùng thì huynh sẽ trở nên tuyệt tình tuyệt nghĩa. Giống như Ám Dạ La sao? Không. Hắn không làm được. Cho nên hắn không thể tu luyện tới tầng thứ 9. Hắn có thứ chưa đạt được. Cũng giống như ta. Nói nhiều như vậy, ta muốn hỏi huynh thêm một lần cuối. Huynh có thật sự muốn học tâm pháp này hay không? Không cần phải trả lời ngay. Suy nghĩ cho thật kỹ. Thanh Long Đường. Đang tìm gì mà tập trung vậy? Chiến sư huynh, không phải huynh đi tìm Ngân Tuyết rồi sao? Sao lại tới đây vậy hả? Ta muốn gặp muội. Muội đang tìm thử có nội công nào có thể nào khống chế được hàng chú không? Hàng chú? Ừ. Hàng chú trong người Ngọc sư đệ vẫn còn sao? Không phải, là Ngân Tuyết. Mấy hôm nay gặp lại, ta không thấy huynh ấy có biểu hiện nào hết. Huynh cũng thấy huynh ấy không sao, có đúng hay không? Muội thì cảm thấy mấy ngày nay huynh ấy đã tốt lên rất nhiều rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm. Tuy là liệt quả công cũng đã dùng rồi, nhưng muội cứ thấy vẫn nên tìm thêm nội công tâm pháp khác, đề phòng bất trắc thì vẫn hơn. Ta tìm giúp muội. Không cần đâu. Muội tình cờ nghĩ tới thôi, để muội tự làm cũng được mà. Hôm nay ta rảnh mà, ta phụ muội cũng được. Xin lỗi huynh. Xin lỗi? Xin lỗi điều gì? Chiến sư huynh phải chịu khổ suốt mấy năm qua, đều là chịu thay muội. Nếu như không phải cha muốn bảo vệ muội thì sẽ không để cho huynh chịu thiệt. Xin lỗi. Đây không phải lỗi của muội, là lỗi của ta. Nếu muội ở vị trí của ta, chắc sẽ không đi tới bước đường hôm nay, vì muội sẽ tin cha vô điều kiện. Ừ. Muội luôn luôn tin ông ấy. Ngày đó cha kêu muội đi Đông Hải chăm sóc Ngọc sư đệ là muốn lập kế hại ta, nhưng ông ấy vẫn mềm lòng. Ta thà rằng ông ấy không mềm lòng. Người đáng chết vốn là ta. Muội hận ta không? Muội hận Ám Dạ La. Hắn là kẻ gây ra những chuyện này. Sư muội. Chiến sư huynh, hôm nay huynh nói rất nhiều. Để ta tìm giúp muội. Đã từng có lúc muội ấy vì thiêu đôi giày vải cho mình mà quên ăn quên ngủ. Thiếu gia, hôm nay trang chủ cùng với cả phó trang chủ ở tàng thư các Thanh Long Đường cả một ngày trời. Thật hả? Ừ. Tốt. Thật tốt quá. Tôi biết thiếu gia sẽ rất vui nên nhanh chóng tới thông báo cho người. Nếu như họ thật sự có thể ở bên nhau, vậy sư phụ ở dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt rồi. Khoan đã. Thiếu gia, có gì không ổn sao? Quỳnh ấy lấy đao liệt hương. Tuy là nữ nhân này đã về Vô Đao Thành rồi, nhưng vẫn là phó trang chủ phu nhân. Tiểu sư muội là trang chủ, sao có thể chung chồng với người khác được? Không được, ta phải đi tìm đại sư huynh. Thiếu gia, sao người phải gấp gáp như vậy? Trễ như vậy rồi, để mai rồi hẳn nói đi. Sao ta hấp tấp quá vậy? Để ngày mai đi cũng được vậy. Ừ. Hay. Tìm ta làm gì? Vừa rồi đệ ở đây, đệ cảm thấy võ công của sư huynh ngày càng tiến bộ. Cũng chưa là gì hết. Bích Nhi đâu? Đệ nói có chuyện riêng muốn nói với huynh, nên cô ấy đi trước rồi. Dù sao đoạn đường quay về đệ đâu có sợ, vì có huynh rồi. Đệ vẫn y như lúc hồi nhỏ, bám dễ sợ. Đệ có bám ai đâu. Lúc đệ mới tới Sơn Trang, đệ không dám ngủ, sợ tối, sợ sấm sét. Ta phải ở cạnh. Toàn là chuyện ngày xưa không mà huynh. Sao mà nhớ dai dữ vậy không biết. Ta nhớ như in. Đệ là kinh lôi, nhưng lại sợ sấm sét. Đại sư huynh. Sư huynh, Doanh Nhi chết rồi. Trên đường tiểu sư muội trở về, phát hiện thi thể ở trên bờ sông, là bị chết đuối. Tiểu sư muội không tiện lộ diện, nên đưa tiền cho người qua đường an táng cho cô ấy. Nếu không phải vì chăm sóc ta, cô ấy đã trốn đi được lâu rồi, không phải chết thảm như vậy. Chuyện đời khó đoán mà. Đợi cho thời gian khó khăn này qua đi, sau này huynh muốn cùng sư muội sống như thế nào? Chuyện của hai bọn ta đã là quá khứ rồi. Tuy mắc muội nhưng tim đệ biết, tình cảm huynh dành cho muội ấy khó mà có thể dứt được. Đệ cũng biết tình hình Sơn Trang bây giờ đang rất là khó khăn, nhưng bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải sống tiếp, phải sống thật đúng nghĩa. Nếu có một chuyện vui, Sơn Trang nhất định sẽ nhanh chóng phấn chấn trở lại. Nếu đệ muốn cưới Bích Nhi, ta không phản đối. Sư huynh, sao giờ huynh lại nói chuyện này? Bích Nhi là cô gái tốt, nhưng vì cô ấy quá tốt đi, nên là nếu không toàn tâm toàn ý với cô ấy thì đâu có thể cưới được. Mặt mũi còn không ra hồn, để không xứng với cổ đâu. Nếu có người thích hợp thì gả mùi ấy đi. Nhưng mà phải là người tốt nha, tâm tính ngay thẳng, võ công thì nếu phán xét võ công thì bất công với người bình thường rồi, bỏ qua đi. Yêu cầu cao vậy, khó à. Nhưng mà cô gái tốt như vậy thì không tính là cao đâu. Muốn cưới muội, đánh thắng muội rồi hẳn tính. Yêu cầu khó quá đó. Không thì người đó phải khiến muội cam tâm tình nguyện nhường người đó thắng. Cái này thì nghe cũng được đó. Thiếu gia sai rồi. Khó nhất chính là cam tâm tình nguyện. Mau về thôi. Sư huynh, đệ vẫn chưa nói xong mà. Thiếu gia, trước kia nô tỳ nghe Điệp Y nói trang chủ ghét nhất là luyện công. Bây giờ xem ra Điệp Y cô nương chắc nói sai rồi. Trang chủ cũng đam mê đọc sách võ công tâm pháp lắm đó. Cũng không hẳn gọi là đam mê. Ta chỉ đang tìm mấy thứ nội công trị thương thôi. Điệp Y còn nói gì khác với cô nữa không? Cô nói nhiều lắm. Bây giờ trang chủ đi ngủ đi, ngày mai nô tỳ sẽ nói cho người nghe. Giờ trang chủ đã ngủ rồi, phó trang chủ có việc gì cần bàn sao? Hãy lưu xuống đi, cứ mặc kệ ta. Dạ. Trang chủ dậy rồi. Trang chủ, hôm qua vào lúc người đang ngủ, phó trang chủ có đứng trước cửa phòng này. Tới lúc nào vậy? Chắc là tầm giờ tí. Rồi mấy giờ về? Nô tỳ cũng không biết, gần sáng đã không thấy đâu nữa. Huynh sẵn sàng chưa? Xin công tử dạy ta cửu trùng tâm pháp. Thời gian cấp bách, ta muốn huynh luyện được cửu trùng tâm pháp trước ngày Đại hội Võ Lâm. Ám Dạ La học trong bao lâu? Trong 6 tháng. Hắn chính là kỳ tài của võ học. Sau khi học tới tầng thứ 8 thì đã giết ngay sư phụ của mình. Tự mình đã ước chiến với các cao thủ giang hồ, cả Liệt Minh Kính cũng không đỡ nổi 10 chiêu của hắn ta. Vì sao công tử lại nghĩ Ta sẽ hơn Ám Dạ La chỉ trong thời gian ngắn. Không thể nào. Có ta và Ca Nhi, ta sẽ tự nghĩ cách đối phó với hắn. Trong thời gian này, huynh đừng có nghĩ gì hết, mà hãy tập trung tu luyện nội công tâm pháp. Lô Kinh Hồng, cuối cùng huynh còn muốn ta làm gì đi? Cuối cùng huynh muốn ta làm cái gì đi? Ta vẫn còn chưa nghĩ ra. Ta chính là tại vì huynh nên mới cầu xin phía đại ca cho huynh con đường sống. Vậy muội nói ta nghe, giữa mối thù diệt môn của ta và bản thân muội, ta nên chọn cái nào? Chọn ta. Tất nhiên là chọn ta. Muội vẫn cứ giống như lúc ở Phẩm Hoa Lâu vậy, không hề thay đổi. Ta khác rồi. Nếu là trước kia, ta không đi cầu xin một nam nhân như vậy. Hơn nữa hắn còn là người giết nhị ca của ta. Vậy mà ta còn cầu xin hắn, còn muốn được ở chung với hắn. Liệt Hương, không phải tại muội, đều là tại ta hết, đều tại ta. Muội nói rất đúng. Dù hắn có làm đủ điều ác, ta cũng không thể chính tay giết hắn. Nhưng mà bao nhiêu huynh đệ của ta đều là do hắn giết. Bất luận ra sao cũng không thể trách muội, không thể trách muội được. Không cần nghĩ nữa, không cần phải nghĩ nữa. Ta muốn gả cho huynh, ta muốn đời đời kiếp kiếp được cùng ở bên huynh. Ta muốn bên huynh thật là lâu dài. Kể từ đêm hôm đó, cái hôm huynh và ta bị giam trong phòng thành hôn, là ta chỉ mong muốn được ở bên huynh. Muội có biết không, kể từ thời khắc ta bắt đầu rời xa muội, ngày nào ta cũng đều mơ thấy muội. Trong mơ ta cũng không dám đụng vào muội. Ta sợ hễ chạm vào muội là ta sẽ thành nghiện, sẽ tới đây tìm muội, tới cướp muội đi. Nếu muội không phải người của Vô Đao Thành thì tốt quá. Ta nhất định sẽ đưa muội đi. Ngày nào cũng giam muội ở trong phòng, đêm đêm lại bầu bạn. Trong trái tim ta, trước nay thật sự chưa bao giờ có ai khác. Huynh không cần cướp, ta chính là của huynh. Phượng Hoàng phu nhân, đây là thành chủ đặc biệt căn dặn tôi đưa cho người. Người tới đây bao lâu rồi? Cũng giống như phu nhân người. Vậy người cũng coi như là người mới? Dạ. Đao Vô Hà quả nhiên đang đề phòng ta. Đi đâu? ta ra ngoài đi dạo. Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi. Tối qua chúng ta vẫn chưa thành thân. Nữ nhi giang hồ không cần để ý điều này. Đời này của ta được muội đối xử thật lòng như vậy, ta sống cũng không uổng rồi. Đây không giống như là lời huynh nói. Vậy ta nên nói gì đây? Huynh phải nên nói bản thiếu chủ cho dù phải cướp cũng phải cướp muội về cho bằng được, bất kể muội đồng ý hay không. Cái tên Lôi Kinh Hồng đó đã chết rồi. Huynh đang oán muội. Sao lại vậy được chứ? Yên Vũ Cát. Phu nhân, người đó cứ luôn nhìn người hoài. Huynh, họ có làm khó huynh không? Huynh nói đi. Cô đi với Đao Vô Hà sao? Huynh nghe ta nói. Nếu cô đã đi theo hắn thì đừng như vậy nữa. Ngươi lôi xuống đi. Dạ. Tại sao khí sắc của huynh tốt như vậy? Thân thể của huynh cũng không bị thương. Lẽ nào huynh cùng với họ? Cô mau đi đi. Cô đừng tiếp tục ở Vô Đao Thành nữa. Huynh khuất phục rồi phải không? Lôi Kinh Hồng, kể từ ngày huynh mất tích ta vẫn luôn tìm kiếm huynh. Ta một bước cũng không dám rời khỏi Trấn Bình An. Ta sợ huynh bị người của Vô Đao Thành bắt đi. Ta sợ bọn chúng sẽ giày dò huynh. Thậm chí mỗi đêm ta nằm mơ đều thấy rằng huynh bị bọn chúng giết rồi, chặt đầu rồi, thi thể bị treo ở Vô Đao Thành phơi thay ngoài đường. Ta cũng biết sợ, nhưng ta không thể bỏ đi. Thậm chí ta còn nghĩ, nếu như huynh bị chúng giết đi, ít ra ta còn có thể nhặt được thi thể của huynh. Phượng Hoàng, ta từng nghĩ đến muôn ngàn kết cục, ta chính là không ngờ tới huynh còn sống tốt hơn trước đây nữa. Cho nên cô tới Vô Đao Thành làm gì để kiếm ta? Không thì sao hả? Là ta tham lam phú quý, tới giờ giẫm Đao Vô Hà. Một nam nhân như ta, ta không cần cô mạo hiểm tới đây cứu ta. Cô mau đi đi. Không. Phượng Hoàng, ta vẫn muốn xem thử rốt cuộc huynh yên lòng được bao lâu. Ta nói cô đi, cô có nghe không hả? Không. Cô không hề nợ ta, là ta nợ cô mà. Ta đã nợ cô quá nhiều mạng sống. Phượng Hoàng, cô đừng có ngốc như vậy nữa có được không? Không. Phượng Hoàng, nếu như ở đây không có nhiều cặp mắt nhìn ngó thì ta sẽ ngay lập tức quỳ xuống cầu xin cô. Đao Vô Hà không phải là đồ ngốc, chút trò vặt của cô không thể lừa được hắn đâu. Huynh còn ở đây một ngày thì ta sẽ ở đây một ngày. Cô Phượng, Thái Bạch Di Phượng. Sao vậy? Có tâm sự? Không có. Ta chỉ là cảm thấy hương vị đồ ăn ở đây rất là quen thuộc. Món ăn mà mỗi ngày huynh ăn đều tới từ Động Tân Lâu, đương nhiên quen thuộc. Là muội mỗi ngày đều biểu họ đưa thức ăn tới phủ sao? Không, là muội đích thân đi mua đó. Tay nghề của muội không tốt, thức ăn tự chính tay muội làm muội còn chê. Làm sao đây? Vì để cho huynh vui, đương nhiên phải tự mua rồi. Hế, huynh có thích con nít không? Sau này huynh muốn sinh mấy đứa con? Sao vậy? Huynh không thích con nít sao? Không có, ta rất thích con nít. Quả nhiên nữ nhân và thiếu nữ thật sự có khác biệt. Ngày trước ta chưa từng thấy muội nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình như vậy. Lo ăn cơm đi. Nè, ăn nhiều vào. Nè. Muội muốn tìm Chiến Phong đòi giấy từ thê sao? Phải. Cũng đành. Dù sao muội sắp tới Liệt Quả Sơn Trang, tiện thể đem thiệp mời Đại hội Võ Lâm tháng sau tới đó luôn. Huynh quyết định rồi. Năm đó muội vẫn chưa ra đời, chưa từng được thấy phụ thân hô hào các đại môn phái Võ Lâm cùng bàn đại sự giang hồ. Thành Đức Đường, ta đợi ngày này đã 20 năm rồi. Liệt Quả Sơn Trang lúc đầu kêu gọi anh hùng thiên hạ bao vây Phích Lịch Môn chính là bọn chúng. Bây giờ thầy Lôi Kinh Hồng sửa án cũng chính là bọn chúng. Dở giọng lật lòng, tự cao tự đại, không hề coi tính mạng của các đệ tử môn phái ra gì cả, tùy tiện khơi dậy tranh chấp giang hồ. Muội cho rằng mọi người đều không lời oán trách sao? Đúng rồi, hôn sự của muội và Lôi Kinh Hồng sẽ đặt vào ngày diễn ra Đại hội Võ Lâm. Đại ca, không thể ngờ được rằng ta lại dễ dàng như vậy phải không? Lô Kinh Hồng đã giết nhị ca muội, nhưng mà chúng ta không so đo chuyện cũ, lấy đức báo oán. Thiên hạ Vô Đao Thành liên minh với Phích Lịch Môn chính là muốn để cho các môn phái giang hồ biết rằng sai lầm mà họ đã phạm phải do chúng ta bù đắp. Như vậy họ mới cúi đầu xưng thần với Vô Đao Thành và với chúng ta. Nội công Ám Hà Cung rất lợi hại, nhưng sư phụ không sợ hắn tâm ma bùng phát vào đường bất chính sao? Võ công không hề phân biệt chính tà, chỉ khác biệt ở chỗ tâm thái. Nếu như tâm của hắn hướng thiện, tự khắc sẽ không vào đường bất chính. Nếu như tâm có tạp niệm, vậy thì sẽ rất phiền phức. Thật ra ta đang cược rằng Chiến Phong sau khi đã trải qua tất cả những chuyện lần này, có thể loại trừ được những tạp niệm trong tim, chuyên tâm để tu luyện công phu này. Quả nhiên mọi người đều đang ở đây. Quỳnh ấy bị làm sao vậy? Sau này vào lúc chúng ta đang luyện nội công, theo ta thấy muội đừng nên xuất hiện nữa, tránh việc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Muội tìm huynh ấy có việc gấp. Chuyện gì? Đao Liệt Hương tới rồi, muốn gặp muội và huynh. Như hiền giả thế. Trang chủ. Liệt Hương. Liệt trang chủ. Ở đây không có trang chủ, cũng không có phó trang chủ phu nhân, trực tiếp gọi ta như ca là được. Không dám. Hay cô vào ngồi trước đi, ta gọi người đi chuẩn bị trà cho cô. Không cần đâu. Tháng sau là Đại hội Võ Lâm 4 năm tổ chức một lần. Đây là thiệp mà đại ca kêu ta đem tới. Cô tới đây chính là vì chuyện này sao? Đao Vô Hà hắn ta có thân phận gì? Còn muốn chủ trì Đại hội Võ Lâm? Cô có thể đi rồi. Ta đã đưa thiệp mời tới đây rồi. Ta còn muốn hỏi huynh đòi một bức thư. Là thư gì? Thư từ thê. Bút mực giấy nghiêng. Dạ. Đa tạ Chiến phó trang chủ. Tình nghĩa phu thê ta giờ đã tận. Sau này nếu để ta phát hiện cô làm chuyện có hại tới thiên hạ Võ Lâm, đừng trách Chiến Phong ta vô tình. Ta cũng vậy đó. Trả lại như cũ, tùy ý tái giá, tuyệt không dèm pha. Chiến Phong. Đao Tam tiểu thư. Liệt trang chủ. Có một chuyện này ta rất muốn hỏi cô. Trước kia ta nghe nói Lô Kinh Hồng quên ấy mất tích ở đoạn Lôi Trang, không biết cô có tin tức gì hay không? Huynh ấy ở Vô Đao Thành. Ta và huynh ấy chịu bao khổ nạn mới tới được với nhau. Chúng tôi đã quyết định buông bỏ tất cả oán thù, kết làm phu thê. Hai người sắp thành thân rồi. Cô cho rằng ta không nên thành thân với huynh ấy sao? Không phải Liệt Hương, cô nghe ta nói. Ta vẫn luôn biết rằng hai người luôn đối đãi thật lòng từ đầu chí cuối. Chỉ có điều là ta không biết hai người sẽ luôn ở mãi trong Vô Đao Thành. Ta cho rằng hai người sẽ cùng nhau rời đi. Thật ra lúc ta nghe nói Lôi Kinh Hồng quên ấy bị mất tích, ta cứ luôn cho rằng cô và quên ấy đã cao chạy xa bay. Dựa vào thế lực của đại ca ta, cô thấy ta cùng quên ấy cao chạy xa bay được tới đâu? Vậy hai người quyết định rồi. Đúng. Nếu cô không phải là người của Liệt Quả Sơn Trang, còn ta cũng không sinh ra ở thiên hạ Vô Đao Thành. Liệt Như Ca, cô sẽ là bằng hữu của ta. Bây giờ chúng ta là bằng hữu. Cô là trang chủ, cô có thể tùy ý kết giao bằng hữu mình muốn. Còn ta, ta phải sống ở trong phạm vi khống chế của ca ca ta. Cái ngày ta và Chiến Phong thành thân, nỗi đau trong lòng cũng không hề ít hơn cô. Cũng may lần này có thể tự lựa chọn. Hai người đều là bằng hữu của ta hết. Ta chúc phúc cho hai người. Đa tạ cô. Sau lần cáo biệt này, có thể sẽ là cuộc gặp đối lập, người sống kẻ chết. Cáo từ Liệt trang chủ. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư người về rồi. Ừ. Có thuận lợi không? Ừ. Lôi thiếu chủ đúng là quá may mắn. Muội về rồi đây. Nhanh như vậy đã về rồi sao? Ừ. Phi ngựa không ngừng, đi cả đêm để về luôn. Nè, muội lấy được món đồ đã hứa với huynh. Thư hưu thê Chiến Phong. Muội vẫn còn có một chuyện muốn bàn bạc cùng huynh. Là chuyện gì vậy? Mùng 10 tháng sau, đại ca muội sẽ triệu tập các anh hùng trên giang hồ để mở đại hội võ lâm. Có người hưởng ứng sao? Ừ. Các phái giang hồ đều ủng hộ. Huynh ấy muốn để hai chúng ta thành thân ở Đại hội Võ Lâm. Muội đồng ý rồi. Được. Rất được. Dù sao sớm muộn cũng phải thành thân, làm cùng một lúc không được sao? Còn có thể để cho mọi người trên giang hồ đều biết muội và Chiến Phong đã ly hôn. Huynh mới là phu quân tương lai của muội. Nếu để chúng ta thành thân vào dịp Đại hội Võ Lâm, chính là muốn chiếu cáo thiên hạ Phích Lịch Môn ta đã quy thuận hắn ta. Ta nói có đúng không? Huynh đoán không sai. Cho nên chính vì bức thư này, ta lại càng phải cố gắng để uống một ly. Lôi Kinh Hồng, huynh phải nhớ kỹ, khắc ghi trong lòng. Đao Liệt Hương muội trước nay chưa từng cúi đầu trước ai, chỉ duy nhất với huynh, liên tục nhượng bộ. Huynh có biết đây chính là vì sao không? Là vì trong lòng muội có huynh. Duệ Lãng, bước qua đây. Đúng thật là quan gia ngõ hẹp mà. Tam tiểu thư, Lôi thiếu chủ, vậy nghĩa là sao? Tại sao ngươi không hành lễ với ta? Ngươi là chó của Vô Đao Thành, quỳ xuống hành lễ với ta. Sĩ khả sát, bất khả nhục đó. Ngươi cũng xứng là sĩ à? Lôi Kinh Hồng, ngươi nhìn lại chính mình đi. Chẳng phải cũng ở Vô Đao Thành sao? Ngươi xuất ngôn chống đối không phân cao thấp. Ngươi quỳ xuống cho ta. Ngươi muốn ta quỳ ngươi? Ta là thiếu chủ Lôi gia, là vị hôn phu của Đao Tam tiểu thư. Ngươi quỳ xuống cho ta. Được. Nô hai họ đúng là con chó tốt. Lôi Kinh Hồng, huynh khác rồi. Ta có gì khác? Huynh của trước kia sẽ không lôi Vô Đao Thành ra làm cái cớ ép huynh ấy quỳ xuống. Nhưng con người sẽ thay đổi. Muội không muốn huynh thay đổi. Vừa nãy bị cái thứ đồ chó má đã chen ngang, ta vẫn chưa nói hết. Liệt Hương, lòng ta dành cho muội sẽ không thay đổi. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Được. Ghé qua coi đi. Cô Nương, cô lại đây xem đi. Cô Nương ơi, Đồ tốt như vậy mà lại không cận à? Ôi thiệt tình. Hai vị khách quan, hai vị muốn chọn cái nào? Qua bên này xem chút. Đồ đẹp lắm đó. Xin mời ghé xem. Ôi trời ơi công tử à, đây là Phật Châu. Đây đều là những thứ người có tuổi mới dùng. Cậu muốn mua vật định tình cho cô nương cũng không nên chọn thứ này. Không. Trời ơi, ta chỉ thích cái này. Ta mong muội cả đời bình an. Đây là huynh muốn mua khóa trường mệnh cho muội. Khóa trường mệnh? Ông chủ, có khóa trường mệnh không? Khóa trường mệnh không có đâu. Không cần đâu, đó là đồ của mấy đứa trẻ con. Muội chính là muốn mua cho con chúng ta sao? Huynh đừng nói nữa mà. Ông... À, lúc nãy khi muội dọn dẹp y phục của huynh đã cất hết những thứ đó đi rồi. Nhưng mà không sao đâu, muội có mang bạc dụng. Nè không cần, không cần dụng của muội. Ông chủ, ông đợi ta một chút nha. Được, được thôi. Nhưng mà huynh không có bạc. Tự ta sẽ có cách. Các vị hương thân phụ lão, ta đi qua nơi này muốn mua cho vị hôn thê của ta một tính vật định tình. Nhưng tiền tài lại bị người khác trộm mất. Nếu các vị đây không chê, ta múa một chưởng pháp cho mọi người xem. Nếu mà ta múa đẹp, các vị thưởng cho ta mấy đồng? Ông chủ, cần bao nhiêu đồng vậy? 12 đồng. Các vị, ta chỉ cần 12 đồng là đủ trả rồi. Bắt đầu nha. Không biết làm gì. Xem thử coi sao. Chắc lợi hại lắm đây. Cũng được quá ha. Cũng được chứ. Đây không phải thiếu chủ Phích Lịch Môn Lô Kinh Hồng sao? Qua quyền tú thoái, đánh chưởng mềm mại, quyển chuyển như vậy, chẳng trách sao Phích Lịch Môn bị diệt. Thô gan, các ngươi là dám sỉ nhục thiếu chủ nhà chúng ta sao? Lô Kinh Hồng tới mức phải bán nghệ rồi, ông còn nhận hắn? Thôi bỏ đi nha. Nếu lão môn chủ của chúng ta còn, đồ của ngươi đã sớm rơi xuống đất rồi. Không cần để ý. Thiếu chủ à, bọn họ nói cậu đầu quân cho Vô Đạo Thành, thuộc hạ không tin. Cậu vẫn nên quay về với chúng ta. Phích Lịch Môn chúng ta vẫn còn có đệ tử mà. Ông đi đi. Hai vị, nhìn cũng nhìn rồi, mắng cũng mắng rồi, vậy thì xin hãy để tiền lại rồi đi. Thôi đi, tôi đi. Đi đi. Nào, chúng ta đi. Thiếu chủ à, hãy cùng về với ta đi. Ông hỗn sự. Vừa đầy đủ chưa? Đủ. Đa tạ nha. Đi. Đứng lại. Đại ca, đi đâu về vậy? Đi tới Trấn Bình An. Ta không hỏi muội. Lôi Kinh Hồng, ngươi đối với ta ra sao, ta không trách ngươi. Dù gì ngươi là muội phu tương lai của ta. Nhưng nếu ngươi dám đối với muội ta như vậy, cẩn thận ta không khách sáo với ngươi. Đại ca, muội ấy rất tốt với muội. Đây là cái thứ dớ dẫn gì vậy? Muội có thân phận gì? Đeo thứ này con thấy mất mặt sao? Đao thành chủ, người đó đã quay về rồi. Được. Thành chủ. Nói. Thuộc hạ tự xưng môn hạ của Phích Lịch Môn, quỳ xuống xin Lôi Kinh Hồng quay về Phích Lịch Môn. Nhưng mà hắn không hề lay chuyển. Không có gì khả nghi chứ? Không có. Tiểu tử này quá thật giỏi nhịn đó. Duệ Lãng. Thành chủ, đưa thi thể tặng cho Lôi Kinh Hồng, cười nói là ta tặng cho hắn ta. Dạ. Sao hả? Dọa cô rồi sao? Có thể không sợ sao? Vừa vào đã thấy máu rồi. Đi, ta đưa cô đi xem náo nhiệt. Nè, cùng ta viết thiếp mời nha. Hả? Nhiều vậy sao? Vất vả 2 ngày là được rồi, ngoan. Đành vậy, dù sao thì cả đời này cũng chỉ viết lần này thôi. Tiểu thư, Duệ tổng quản đến rồi. Đây là lễ vật mà thành chủ tặng cho Lô thiếu gia. Là ngươi giết ông ấy? Không, là đại ca tương lai của ngươi giết ông ta. Đau vô hả? Thành chủ có lệnh, từ hôm nay tới hôm đại hội võ lâm, Lôi thiếu chủ không được phép rời khỏi viện nửa bước. Nói nhảm. Đừng đánh nữa. Tam tiểu thư, họ đều là những thủ hạ ngày trước của phó thành chủ. Giữ được mạng cho hắn là để mặt cô lắm rồi đó. Đúng, anh hùng thiên hạ nhiều như vậy, cô là cứ muốn gả cho một kẻ thù giết quân. Các quân đệ đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Không được đánh nữa, quân ấy là nam nhân của ta, không nghe sao? Dừng tay. Liệt Hương, muội không thể bao giờ cũng bảo vệ cho hắn như vậy. Đại ca, quân đã đồng ý sẽ thiện đãi quân ấy. Ta không định lấy mạng của hắn ta, chỉ là muốn để cho mọi người xả tức mà thôi. Được rồi, hãy đưa thi thể lui xuống đi. Vẫn phải biết giữ thể diện cho Đao Tam tiểu thư. Dạ. Nếu không phải ta đã uống quá công tán thì tính mạng các ngươi đã không còn rồi. Lôi Kinh Hồng, đang ở Vô Đao phủ đó, thu lại cái tính thiếu chủ của ngươi đi. Ngươi...